Sáng 25 tháng 6 tại Sư đoàn 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cục Xe máy Tổng cục Kỹ thuật tổ chức khai mạc hội thi công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy quân sự toàn quân năm 2024. Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật dự và chỉ đạo lễ khai mạc. Cùng dự có đồng chí Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đại tá Nguyễn Quý Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy Tổng cục Kỹ thuật, trưởng ban tổ chức hội thi chủ trì lễ khai mạc. 15 trung tâm và trạm kiểm định ngành xe máy quân sự trong toàn quân đã tham gia hội thi. Hội thi công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy quân sự toàn quân do Cục Xe máy tổ chức là ngày hội của các đồng chí kiểm định viên xe máy toàn quân với hai nội dung thi: cơ sở kiểm định chính quy và cán bộ kiểm định viên giỏi. Trong đó có 5 môn thi: thi cơ sở vật chất, nhà xưởng kiểm định chính quy, thi hoạt động ngày kỹ thuật, thi nhận thức, thi lý thuyết chuyên môn và thi thực hành kiểm định xe máy quân sự. Tất cả các nội dung môn thi được ban tổ chức xây dựng chặt chẽ, toàn diện về các mặt. Hội thi được tổ chức nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm định viên, nhân viên thống kê tại các cơ sở kiểm định xe quân sự trong toàn quân, đáp ứng tốt yêu cầu công tác kỹ thuật xe máy, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Thông qua hội thi đánh giá chất lượng công tác kiểm định, trình độ năng lực khai thác sử dụng, chất lượng bảo quản bảo dưỡng sửa chữa đồng bộ trang thiết bị kiểm định, nền nếp chính quy của các cơ sở kiểm định, từ đó tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác kiểm định xe quân sự, góp phần vào nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quân đội. Với mục tiêu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy quân sự toàn quân, hội thi năm nay có nhiều điểm mới phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của các trung tâm đầu mối và trạm kiểm định quân sự hiện nay. Qua hội thi sẽ phân tích và có cái nhìn khách quan về thực trạng kiểm định hiện nay, từ đó nhân rộng những mô hình cách làm hay giữa các trạm và trung tâm kiểm định ngành xe máy quân sự ngày càng đổi mới. Tôi yêu cầu ban tổ chức và các đồng chí trong ban giám khảo, các đồng chí triển khai thực hiện theo cái kế hoạch và đảm bảo khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực chất, để làm sao trên cơ sở ấy thì thủ trưởng cục kỹ thuật của các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng làm cơ sở để cho các đồng chí tiếp tục chỉ đạo đi trạm và cái trung tâm của mình nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và cơ động bảo đảm an toàn tuyệt đối, chấp hành đúng theo các quy định của các đơn vị sở tại. Và sau hội thi thì các đồng chí sẽ có cái báo cáo và đánh giá một cách khách quan. Tại lễ khai mạc, các đại biểu đơn vị tham gia thi đã được tham quan trạm đăng kiểm số 1 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trình diễn và thực hiện kiểm định bằng xe cơ động Kamat 53228 chuyên dụng. Xe do Cục Xe máy nghiên cứu thiết kế và được chế tạo sản xuất bởi xí nghiệp Liên hiệp Z751. Đây được coi là một trong những điểm mới của hội thi công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy quân sự toàn quân lần này. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7, ban tổ chức hội thi sẽ cơ động chấm thi tại 15 đơn vị đầu mối trạm đăng kiểm trong toàn quân.